Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Ngày hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cả nhà một miếng đất nó có hai sổ cả nhà. Với diện tích là ngang là 10m và dài là hơn 63m thì nó có tầm khoảng 5m thổ cư, còn lại là đất vườn ha cả nhà. Thì miếng đất này thì ở vị trí là ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ở phía trước mặt là cái con lộ mà nó sẽ đi ra ngoài đó, thì quốc lộ 61 thì tầm khoảng là 300m cả nhà. Mình thấy xe tải chạy ngoài đó luôn. Thì con lộ này sau quy hoạch sẽ lộ lớn đó nha. Hiện tại lộ của mình là lộ đan 4m ha. Ở đây mình có một cái miếng đất đó nha. Xưa đó là cái nhà vườn. Bây giờ thì đã bán lại nha. Hướng của nhà mình là hướng của miếng đất của mình là hướng đông bắc đó nha. Cái vị trí đất của chúng ta là từ cái hàng rào này cả nhà, từ cái trụ bên đây ha, qua tới bên đây luôn là 10m và đi sâu vào bên trong là 63m. Đây là nhà vườn có sẵn rồi, có trồng cây nhiều rồi, nhưng mà do là không ai trông coi cho nên bây giờ là người ta bán lại. Thì giá của miếng vườn này thì chủ nhà kêu là 1.8 tỷ cả nhà, thương lượng có giấy tờ ha. Đi sâu vào bên trong cho cả nhà cùng xem ha. Cái nhà này là cái nhà thủy tạ để ăn nhậu này cả nhà. Lâu lắm mà chủ không có về cho nên chủ kêu bán lại luôn. Ở đây thì một cái hồ này là mình về mình cải tạo lên là đẹp ha. Thì người ta bán cái miếng đất này là 1.8 tỷ, độ sau này hiện hữu là tới trên 6m nha, tới cái bờ bao của mình luôn á là khoảng 63m nha. Anh xin nhắc lại diện tích của miếng vườn của mình ha. Miếng vườn của mình là ngang 10m, dài 63m, có hơn 80m thổ cư, còn lại là đất vườn, hướng là hướng đông bắc. Giá của cái nền đất này thì chủ nhà kêu là 1.8 tỷ cả nhà, thương lượng giấy tờ ha. Thì cái miếng vườn này thì cách cái đầu đường quốc lộ 61 của mình, 63 của mình thì tầm khoảng là 300m cả nhà. Ở đây nó gần mấy cái khu công nghiệp, nhà máy luôn cả nhà. Để có thêm thông tin chi tiết về miếng vườn này xin cả nhà vui lòng gọi vào số điện thoại là 0782333680 Minh Hải để đi xem vườn cả nhà. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải và hẹn gặp cả nhà ở video kế tiếp. Bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.